Xin chào tất cả mọi người nha. Tối thế chứ? Nó đi đéo đâu bây giờ, anh thấy nó coi nhà. Xin chào cả mọi người nhé. Đây là một cái trường hợp mà trước đây thì cũng ốm đau bệnh tật, mà dùng ăn cao ăn nấm như mình thì đã khỏi được bệnh. Thì mình thấy đi làm rồi, và bây giờ lại mình định ngày hôm nay mình vào nhưng mà không gặp, bây giờ mới gặp. Thế là mình sẽ vào xem tình hình cậu ấy thế nào, xem Tết Tư đâu rồi. Tối om anh ơi. Mọi người nhìn này chắc là nhớ nhà ai. Có nhà không anh? Nhà mở cửa. Nhà mở cửa chắc chỉ lên cận nhà. Xe đây. Thắng ơi. Thắng. Hay là xe rượu. Vợ cầm có một cái rồi. Xem mình. À đây rồi, nghe tiếng. Thắng ơi. Thế sao anh bảo không? Cứ nhận ra anh rồi. Có một mình. Xe rượu à? Xe rượu à? Ôi kìa mẹ mày. Mày nghe tiếng mày biết ai không? Hả? Thế thì thôi rồi, thế tao chịu mày không? Thế ai sắm Tết tháng tư đây? Hả? Anh chứ còn ai nữa. Tại không phải anh chứ còn ai nữa. Thế mày để không hoạt được cái này xe vào này. Anh bây giờ đã uống rượu rồi thì Tết thì chẳng có nhận ra ai không? Dạ. Có nhận ra ai không? Có ai? anh nào chưa nhớ tên. Anh nào từ từ để em nhớ tên đã. Bác mình là nạn chứ. Bác mình. Bác mình anh nào muốn lên thế nào? Thế ai sẵn đồ không mua đây? Em sao? Anh ngồi đây. Thế thắp gương chưa? Thắp rồi thôi. Gương quấn đẹp. Thế đợt này trông béo khỏe đấy hả? Anh ngồi sang bên kia rồi. Uống rượu vậy, có uống rượu không mà đợt này trông béo khỏe hả? Béo không? Khỏe lên nhỉ? Có đi làm không? Có. Đi làm Tết được nhiều tiền không? Đâu, tiền đâu. Ô, thế đi làm mà không có tiền. Thế đi làm có gửi tiền về cho bọn trẻ con không? Có tiền đâu gửi. Ô, thế mày đi làm gì? Đi làm thì sức khỏe kém thì chỉ làm bữa được bữa không. Dạ. Đủ ăn là được rồi, khỏi bệnh tật là may lắm rồi. Ta anh không thấy mày ở nhà. Sáng tao đi tao thấy, chiều tao tối tao đi ra thấy khóa cửa rồi. Ôi giời anh ơi. Còn bao tiền? Còn 40 để tí xong rồi tao đi. Thôi cho khá 40 đi. Hả? Cho hết đi. Anh cho anh ấy hết. Để tí nào đánh bài. Đây là cầm bạn. Cho anh ấy. Thôi bây giờ chả đi. Đây là tiện đường đi qua, không phải chủ định đâu. Nhưng mà tiện đường đi qua thì vào xem tình hình sức khỏe nào. Nhưng mà nói chung là phải uống ít rượu đi. Thấy chưa? Nhưng dạo này béo khỏe rồi nha. Dạo này béo khỏe rồi. Lần này khỏe rồi nhưng mà đi làm kiếm cái đồng gửi về cho cháu cho ông bà. Bây giờ mình lớn rồi, các thứ rồi thì mình phải có trách nhiệm, được không? Còn anh chị thì nói chung là không phải lúc nào đi cho bây giờ bởi vì chúng ta công việc một thứ hai là còn nhiều việc phải lo. Thi thoảng thì đi qua thì gặp thì cho cái đồng gọi là đổ xăng đổ nước rồi đi lại thôi. Còn thôi thì bây giờ tất cả thuộc mình, được không? Đây anh chở nhiều đâu, có mấy trăm đây thì cầm đấy mà mua đồ Tết Tư. Ê, ngoài kia em vẫn còn một tờ tiền đấy, tiền 500 anh cho anh mua đi. Cho anh nghe xem Tết. Lấy nữa đi, chỗ kia bao tiền rồi?
Em biết. Mày có biết đến không? Nhưng anh phải cất tiền đi để tiêu dần nhá. Đây để em đem lấy cho. Đây là bao nhiêu? Này anh cầm em đem lấy. Hả? Đây là bao nhiêu? Hả? 400 mấy. Ừ, 400 mấy thế bỏ không biết đếm thì đẻ chết giả. Nhưng mà đợt này là nhìn béo béo khỏe rồi nhỉ. Yeah. Có đi làm được không? Có. Đi làm gì? Hả? Đi làm gì? Em thỉnh thoảng. Đây, còn một tờ đây. Đây em gửi cho anh nút để sang năm khỏe mạnh nhá. Vâng. Đi làm khỏe mạnh. Thế là thôi nhá. Đi làm chịu khó. Anh cất tiền đi nha, đừng để đấy lại mất tiền đi. Để đấy, tí nữa quên. Để ra chỗ mách đi. Thế cho nên vợ chồng mình đi về đi xem con cái là làm lúc nào đi. Chịu khó anh làm, thỉnh thoảng anh đi qua anh cho tiền đổ xăng. Đúng rồi. Nhưng mà phải chịu khó đi làm, uống rượu chè ít thôi. Đồng thời là kiếm được đồng thì gửi về cho cháu. Đấy chưa? À, ok. Cất tiền vào túi xong đi ngủ. Cất tiền đi anh, em đi về đấy. Thôi nhá ông nhá, thì cũng gọi là gần 1 triệu thôi chứ, gần xít thôi. Đấy mọi người, đấy là một cái trường hợp mà mọi người theo dõi mình biết trước, người bạn bị sơ gan, u gan nó gần chuyển sang đến ung thư gan. Đấy, trước anh em mình cũng nhặt được ở nghĩa trang nghĩa địa, say rượu, đói. Đấy, nói chung là vợ con thì bỏ, vợ thì bỏ. Vợ đã mang hai đứa con về cho ông bà nội ở quê chăm. Cậu Thắng này thì có một người em gái nữa. Để mình đang nghĩ rằng là cái đồ thắp hương kia là mình nghĩ là em gái cậu ấy là như cái cô em gái thì cũng thương anh lắm. Đúng rồi, rất là ấy. Thì thời gian đấy thì mình cũng cho cậu ấy nào là lấm linh chi rồi tiền nong rồi các thứ để mà cố duy trì cái cuộc sống. Thì lâu lắm rồi thì sau một thời gian dài mà uống lấm linh chi ấy, mọi người biết thừa là các bệnh u gan và sơ gan ấy, đấy gần như là ung thư gan chứ nó chưa phải là ung thư hẳn đấy, nhưng mà nó cũng gần kiểu đấy. Thế mà nhờ uống nấm linh chi dài hạn là nó cũng kìm hãm lại rất là nhiều đấy. Thì hôm nay thì nói thật đấy mọi người rằng vợ chồng mình thì định đi vào từ chiều nhưng mà thấy khóa cửa, vừa lấy đi qua thì lại thấy mở cửa thì là mình vợ chồng mình vào thôi. Thì vừa lại đi sang vườn chả cầm tiền nong thì vừa bán được cây mai được triệu bạc đấy, triệu mà anh đấy cây mai thiếu 60.000 cây mai bé 1 triệu. Thế mà cái ông mua thì ông còn móc lộn hết cả túi ra được 940 đấy. Thì là mình lúc ấy mình cầm 440 mình đưa cho Vi 500 mà mình cũng chả không nhớ. Thế là móc túi ra là có bấy nhiêu rồi về sau lại nhớ là còn 500 nữa để trên xe. Thế là lấy vào rồi trò lốt. Và nói chung là cũng nó chả đáng gì nhưng mà nó là một cái tình cảm, nói chung là lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi. Kiểu mình đang rách có thằng rách hơn mình phải chịu ấy. Kiểu như thế. Cho nên là vào cũng chia sẻ với mọi người. Nói chung là nó mình đăng video lên không nhằm mục đích gì khác mà nói chung là nó muốn chia sẻ với giới trẻ, lan tỏa cái tình yêu thương. Chứ còn thì đùm bọc lẫn nhau. Thì đăng video lên vừa là vui, vừa là muốn lan tỏa cái tình cảm yêu thương với những cái cội nguồn của dân tộc, ví dụ như là cái phong tục cũng như là cái lòng yêu thương đồng loại của mình. Cùng một dòng máu gọi là máu đỏ da vàng tóc đen, cho nên là thôi thì gọi có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Mấy cả cũng là để cho mọi người làm mừng, bởi vì là bạn Thắng đấy là bây giờ là khỏe mạnh hơn rồi, béo tốt hơn, vợ chồng em nhìn thấy cũng mừng lắm. Bởi vì các bây giờ bạn ấy cũng đi làm ấy, nên là cũng không gặp được mấy đâu. Trước cái lúc đưa về mọi người nhìn thấy ấy, còn nói chung là nó quá khắc nghiệt so với cái thời điểm bây giờ. Đấy, may mắn mình tưởng là chết ấy, nhưng mà hóa ra là cũng vượt qua được đấy. Cũng nhờ cái công dụng của cây lấm linh chi Việt Nam rất là thần kỳ đấy. Nó là một trong những cái nguồn dược liệu để mà ức chế tế bào ung thư rất là tốt đấy. Nó gần như là một cái mình ở Việt Nam mình tất cả thứ đều bán đi Trung Quốc đấy. Từ cái củ đinh năng xong rồi lại nhập từ Trung Quốc về, xong lại nhập từ Trung Quốc về toàn cái đồ không ra gì, xong rồi lại bán giá thành rất là cao.
Ở trong khi đấy nguồn dược liệu thuốc của Việt Nam mình thì rất là quý và phong phú, thì mình không tìm hiểu, mình không mua dùng, mình để lấy về bán ở Trung Quốc giá rất rẻ, xong mình để mua lại ở Trung Quốc giá rất cao. Đấy, hôm nay thì vào thăm thì cho mọi người kết quả của cái việc sử dụng nấm linh chi rồi, thì là mọi người xem nhớ like và cái kênh ủng hộ cho mình. Đồng thời sang năm mới mình sẽ ra những cái video hay và ý nghĩa cho mọi người cùng xem. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người.